bão Dianmu đã gây ngập lụt tại 30 tỉnh ở miền Trung, miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, ảnh hưởng tới hơn 70.000 hộ gia đình. Mưa lũ còn khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Theo cơ quan ngăn ngừa và giảm nhẹ thảm họa của Thái Lan, tình hình lũ lụt tại 7 tỉnh đã được cải thiện, song tại 23 tỉnh vẫn còn khá nghiêm trọng. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại các vùng miền Bắc, Đông Bắc và miền Trung Thái Lan trong 3 ngày tới. Còn trong nước thì tại tỉnh Nghệ An, nước lũ đã rút. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương huyện Quỳnh Lưu tập trung khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường nhằm phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Tuy nhiên là hiện tại thì hệ thống điện nước trên địa bàn vẫn còn đã bị mất, nên là công tác khắc phục thiệt hại vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Phóng viên VTV đã có mặt tại vùng lũ huyện Quỳnh Lưu để phản ánh sự việc. Trường mầm non Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Khuôn viên nhà trường vẫn đang bị ngập úng nên học sinh chưa thể đến trường. Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu đã huy động hàng trăm chiến sĩ hỗ trợ cô giáo dọn dẹp lại phòng học của nhà trường để ngay sau khi nước rút có thể đón các em học sinh trở lại. Vấn đề ưu tiên trước mắt sẽ để mà khắc phục sau mưa lũ thì tập trung khử khuẩn tất cả các cái nền nhà của 16 phòng học. Sau đó là khử khuẩn và làm sạch môi trường ngoài, đó là sân trường, đồ chơi trên sân trường. Điều lo ngại nhất lúc này là dịch bệnh sẽ bùng phát sau mưa lũ, bởi toàn bộ hệ thống nước giếng của người dân đã bị ngập, mất điện, thiếu nước sinh hoạt, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện vẫn còn 4 xã trên địa bàn Quỳnh Lưu đang bị ngập lũ, nhiều nhà dân vẫn đang bị ngập sâu, chưa thể ổn định lại cuộc sống. Lãnh đạo huyện đang chỉ đạo các ủy chính quyền cũng như ban ngành đoàn thể tập trung, thứ nhất là cứu trợ cho bà con những vùng ngập, thứ hai là chỉ đạo chuẩn bị cho việc mà khi nước rút thì chúng ta phải tiêu trùng khử độc và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo nhất để bà con sinh hoạt đảm bảo trong khi an toàn trong khi sinh hoạt những đời sống. Hiện quân khu 4 đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với các địa phương tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, hạn chế bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu đã chủ động phối hợp với ban ngành cấp huyện để một là cung ứng nước sạch đến cho tận bà con nhân dân, và với cái lực lượng là ở đâu cần thì lực lượng vũ trang cùng với nhân dân là chia sẻ đồng hành. Hiện tỉnh Nghệ An đang ưu tiên các giải pháp khắc phục thiệt hại cho người dân, đồng thời phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.